Sao mày ngu thế hả? Bố bị làm sao đấy? Chúng nó là bạn con, chúng lớn lên từ bé với con, bố hiểu không? Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì cả. Sao mày không nghe lời tao? Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao, thế thôi. Câu hỏi của bạn thì có thể họ cũng nhìn thấy sự yêu mến gia đình ở trong tôi, cũng nhìn thấy cái sự tình nghĩa ở trong tôi, nhưng đồng thời họ cũng thấy sự danh ma ở trong tôi, họ cũng thấy sự bí hiểm ở trong tôi, và họ cũng thấy sự độc ác ở trong tôi. Đôi khi cũng không phải nói thật là diễn viên người ta chỉ cần cảm giác bên ngoài, đôi khi cái hình ảnh, những cái ấn tượng đập vào mắt người ta, nhưng còn thì những cái ái ố hỉ nộ, những cái trạng thái về mặt tâm lý thì trong cuộc đời tất cả các diễn viên mà làm nghề biểu diễn thì bao giờ cũng thế, trừ trường hợp rất đặc biệt quá không thôi, còn không thôi thì người nào cũng phải trải qua những cái vai gọi là tốt, rất là tốt, có những tâm hồn rất là độ lượng bao dung, nhưng rồi cũng lại có những cái vai nó ghê gớm hiểm ác, và tốt nhất là phải được thử thách mình ở trong rất nhiều những cái dạng vai khác nhau. Còn nhiều lắm, còn nhiều những cái vai nó ngắn ngắn nữa, hay là hoàng mặt sắt, hay là bá anh, rồi là đấy, thì phần lớn là đều học trò của tôi, thậm chí có học trò mới cứng. Thế thì phải nói là cũng rất vui. Nói thật là nó cũng là một cái hạnh phúc, nó cũng là hạnh phúc. Nếu như mình đi dạy mà các lại không có những cái học viên như vậy thì thực sự là có tài giỏi đến mấy cũng thế thôi, không thể làm được. Khi mà học trò tôi mà được đứng trên một cái bục nào đấy để nhận cái giải thưởng, tôi sướng có gì không khác gì họ. Thật, tôi sướng không khác gì họ. Rất là nhiều các bạn trẻ yêu quý diễn viên Hàn Quốc Kang Tae-ho, bình chọn cho Kang Tae-ho. Và tôi có đọc một đoạn là các bạn ấy tranh luận với nhau. Chỉ muốn nói với các bạn trẻ, các bạn yêu quý ai đấy là quyền của các bạn, nhưng mà không nên vì cái người yêu quý mà lại nói không hay, thậm chí nó bậy bạ. Nếu như tôi, con tôi mà vì yêu quý một cái nhân vật nào phải lại nói một cái, ví dụ yêu quý Kang Tae-ho và yêu quý một nhân vật khác, không thấy nhân vật khác, tôi nói không phải là tôi nhé, ví dụ như là một người khác nhận cái giải thưởng này, nó bậy, nếu là con tôi thì tôi sẽ giáo dục đến nơi đến chốn, không được phép như vậy. Và ngược lại với các bạn bạn trẻ rất là yêu mến tôi, thì tôi cũng mong muốn rằng các bạn hãy yêu mến tôi bằng cách Kang Tae-ho nó rất là hay, rất là tốt, đừng nói bậy, yêu mến tôi bằng cách đó đi nhá. Qua báo của các bạn và qua chương trình của các bạn thì tôi cũng phải nói là tôi cũng rất cảm ơn khán giả đã yêu mến tôi, tặng cho tôi những cái từ mà thực ra là nhiều khi với cái tuổi này rồi mình nghe mình còn cảm thấy nó nó hơi là cảm thấy là mình chưa xứng đáng lắm. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái chương trình của chúng tôi, và cũng hứa với các bạn là sẽ cố gắng khi có điều kiện được thể hiện những cái vai diễn ở trên sân khấu hoặc trên phim, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người. Cảm ơn mọi người.